Mà kiểu mà cái lần đi thi văn lần đấy là do thầy khác chấm, không phải là thầy dạy văn của mình. Thì mình mới được trên 5 ấy. Mới được trên 5 ấy. Còn mỗi lần mà mình viết là mình sẽ không theo ý của thầy, là mình sẽ ý của bài. Ừ, ý của bài để mà viết chứ không theo cái văn của thầy. Thầy không thích mình cái điểm đấy nên thầy toàn chấm dưới 5 thôi. Sự mình không thích điều đấy. Xong rồi thầy mới nói với mình là nếu mà thầy chấm bài em thì thầy sẽ không bao giờ cho em trên 5 được. Cái câu văn của thầy hay như thế mà em không có viết vào. Xong rồi nếu mà em đi thi cấp 3 ấy, mà em được... À không, mà thầy nói này luôn này. Nếu mà cả lớp này mà đi thi cấp 3 mà có đứa nào được trên 7 ạ, là tôi về đây tôi cho 200 nghìn. Và thi cấp 3 xong thì thầy vừa nghe điểm thi của lớp thì thầy lao thẳng xe xuống ruộng luôn. Biết sao? Biết sao? Hơn cả nửa lớp có được trên 7 điểm. Mà thầy hứa là cho mỗi đứa 200 nghìn. Dầm ba. Thầy nghe điểm phát thầy cho thầy lao hẳn xe xuống ruộng luôn. Thế là cả lớp đi thăm thầy, tôi thầy sủi kèo mà thật thề. Khổ lắm chứ. Học văn thì kệ người ta, biết nào đúng ý là được hay là được, sáng tạo càng tốt. Đằng này cứ bắt viết theo ý của mình. Hay thế là 200 bài là học sinh viết 100 bài giống nhau không được rồi. Ừ, đúng rồi. À, lần đấy là văn trừ được 7 hay 8 mình cũng chẳng nhớ nữa. Lừa không uy tín, không thầy không uy tín gì cả, mà thầy nó rất to là tôi sẽ khao cả khối. Nếu ai được trên 7 là tôi sẽ cho 200 nghìn. Vừa viết điểm phát lao thẳng xuống ruộng. Không hiểu nổi. Không hiểu nổi. À, khổ lắm. あの日の悲しみさえあの日の暮れ